Hello anh em nha. Hôm nay em xin phép em review một át cái bang. Em nghĩ con cái bang này em nghĩ là thuộc dạng Nu một server hiện tại bây giờ về về khía cạnh solo nha anh em. Về khía cạnh solo em nghĩ là thuộc dạng top 10 đấy anh em. Và át này là át chết biệt. Em nhớ không nhầm là của đội anh BH này, gọi là bang BH này. Nhưng mà bây giờ thì đang ở bên bang V. Về đang phò phò cho bang bang V nha anh em. Phò tá, nói rõ ràng quan điểm là phò tá lại bảo phò lại nhầm. Đầu tiên là một cái nón thủy choáng 40. Kháng hòa 7. Một cái bổng thủy, em nghĩ là lô 1 server hiện tại bây giờ top 20 băng sát 88 điểm. Và sát thương vật lý ngoại công 5 54% cũng như kháng hỏa 15 anh em. Tỷ lệ chính xác thì 39 và băng sát nội công 64. Một dây chuyền kim. Hiện tại là lô 1 server, kháng tất cả 14. Kháng độc 5, phục hồi thể lực 3. Một cái áo kim thời gian phục hồi 40, sinh lực 31, nội lực 9 cũng như kháng độc 10 và chuyển hóa 10. Áo đẹp nha anh em. Áo này đẹp. Một cái đai lưng thổ, sinh lực 120, nội lực 35, kháng băng 23 và trúng độc 20. Một cái nhẫn thổ tiếp, sinh lực 50, kháng băng 17, thời gian trúng độc 30 và nội lực 42. Một cái ngọc bội hỏa, nội lực 60 và làm chậm 30. Cũng như là một cái bao tay lam làm chậm 20, phòng thủ vật lý 11, sinh lực 13. Một cái nhẫn mộc sinh lực 105, kháng lôi 15. Và một cái giày thiên tà giày mộc sinh lực 108, kháng lôi 21 và tốc độ di chuyển 32. Giày đẹp nhé anh em, giày đẹp luôn. Và một cái bào kháng tất cả 10. Thì bây giờ em tính hiệu ứng arc này thì arc này được cho mình là 40 choáng. 40 choáng và 50 làm chậm anh em ạ. 40 choáng và 50 làm chậm. Thì nếu như mà gặp Ngami thì anh em không Ngami chụp ý. Gặp Ngami chụp thì em nghĩ là không có cửa để win. Nhưng mà gặp Ngami kiếm thì nếu mà BK hay, anh BK mà hay ấy, em nghĩ anh ấy cũng đập chết được cả Ngami kiếm. Bởi vì anh ấy mang cho mình cái bổng thủy lợi thế được vụt cũng slow luôn anh em. Mà cái bang tầm này em nghĩ là lực tay cũng vào khoảng tầm 6k hơn. Đánh nhau với Ngami kiếm thì chưa biết là gà nào, ai là gà mà ai là thóc đâu các anh ạ. Em nghĩ là khả năng ăn được cao nhé anh em. Vâng, và em xin phép em dùng video clip review ác chiến biệt tại đây. Anh em nào đi qua có muốn góp ý gì thì các anh em comment phía bên dưới. Em sẽ đọc và trả lời hết tất cả những comment của các anh. Và em cũng muốn các anh cho em Trường xin một đăng ký kênh nha anh em. Để sắp đạt 6k sắp rồi anh em ơi. Giúp em chừng một tí nhờ. Và một lần em cảm ơn tất cả anh em. Bye bye anh em.